thì cũng mong muốn là những cái con hạc này cũng đem đến may mắn cho những cái thiên thần nhỏ này cũng như con em, tại vì không ai mong muốn con mình bị mắc những cái chứng bệnh như vậy chứ. Miệt mài ngồi xếp từng con hạc, người mẹ này mong muốn kỳ tích sẽ xảy ra với các thiên thần đang chiến đấu với bệnh tật. Đều đặn mỗi tháng, gia đình chị Trần Thanh Phương lại khăn gói đưa con từ An Giang lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để chạy chữa bệnh. Xét nghiệm máu của cháu ra thì men gan của cháu lên tới 2 gần mấy nữa, là đỉnh điểm cái cao trào lúc mà cháu bệnh, lúc đó là nguy kịch nhất. Là cháu bị tổn thương là suy gan luôn. Nó hoang mang lắm, nó không hiểu, không biết được là cái bệnh của con mình nó sẽ diễn biến như thế nào. Không biết là nó có thuốc để điều trị, không biết nó hỗ trợ như thế nào, không biết sao nữa. Lúc đó nói chung là sợ lắm, lúc đó hai chồng giống như là bi quan lắm luôn. Sau khi tiến hành các xét nghiệm, con gái của chị Trần Thanh Phương được xác định bị rối loạn chu trình ure, UCD. Đây là một bệnh di truyền ảnh hưởng đến cách cơ thể loại bỏ chất thải được tạo ra từ việc phân hủy protein. Thông thường, trẻ sẽ rất buồn ngủ, cáu kỉnh và gặp các vấn đề về bú. Co giật, khó thở và hôn mê có thể xuất hiện sau đó. Rối loạn chu trình ure có tính chất di truyền và được liệt vào danh sách các bệnh hiếm ở Việt Nam. Cũng được chẩn đoán mắc một loại bệnh hiếm khác, gia đình chị Phan Thị Ngọc Nhi, ngụ quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, không khỏi xót xa khi nhìn đứa con bé bỏng 4 ngày tuổi phải chiến đấu với căn bệnh mang tên MMA, rối loạn chuyển hóa di truyền, khiến người mắc bị khiếm khuyết chuyển hóa một số loại protein và chất béo. Khi mà mình đi với con đến cái giai đoạn này, tức là mình đã phải chấp nhận những cái gì mà mình đã phải trải qua. Và mình sẽ cố gắng đồng hành cùng con, thì trong cái khoảng thời gian mình chăm con thì con vui, con cười, con giỡn hoặc những cái đáng yêu mộng của con, cái phát triển của con làm mình có cái động lực để mình phải cố gắng hơn vì con nữa. Theo Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, cứ trong 15 người thì có một người bị ảnh hưởng bởi bệnh hiếm, trong đó có tới 58% trẻ em. Bệnh hiếm không chỉ ảnh hưởng đến bệnh nhân mà còn ảnh hưởng đến gia đình, xã hội. Gia đình có con mắc bệnh, bố mẹ phải nghỉ việc ở nhà để chăm con, và chi phí chẩn đoán điều trị rất đắt đỏ. Sớm muộn gì thì cũng sẽ có một trong hai người là còn phải nghỉ để chăm con ở nhà, thì cái gánh nặng là trên vai cái người còn lại rất là nặng. Nên thành ra là mình cũng mong là các con nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ phía cộng đồng, từ phía những mạnh thường quân, để nói chung nó là cái nguồn động lực để gia đình cũng như là con có thể là phấn đấu hơn, nó cũng sẽ giúp đỡ cho con được phần rất nhiều. Chương trình Ngày Bệnh Hiếm nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Bệnh Hiếm 29 tháng 2 với chủ đề Ươm mầm cuộc sống đã diễn ra tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 với sự tham dự của 21 bệnh nhi cùng gia đình. Đây là dịp để những phụ huynh có con mắc bệnh hiếm được tiếp thêm động lực cùng con chiến đấu với bệnh tật. Con hãy luôn nhớ rằng ba mẹ yêu con rất nhiều. Mẹ tin rằng chúng ta sẽ tạo nên thật nhiều kỳ tích để chắp cánh cho những ước mơ còn dang dở.